Chân dung và con đường binh nghiệp của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, một trong những vị tướng trận mạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp sinh năm 1928, ông mất năm 2008. Ông có bí danh Đặng Hùng, là một tướng lĩnh cao cấp, quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh năm 1928 tại Cự Đình, Văn Lâm, Hương Yên, là cựu học sinh trường bởi Hà Nội. Ông từng giữ chức chính ủy Bộ Tư lệnh Tiền Phương trong các chiến dịch đắc riêng, chiến dịch Xuân 1969, chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh, và đặc biệt nhất là chiến dịch đánh Sư đoàn Kỵ binh Bay số 1, một đơn vị mạnh nhất của lục quân Mỹ ở Tây Nguyên vào tháng 11 năm 1965. Tháng 3 năm 1975, chính ủy Quân đoàn 3, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên và Quân đoàn 3 tham gia chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1976, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4. Tháng 11 năm 1977 đến năm 1984, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thăng hàm cấp Thiếu tướng. Năm 1982, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 1981, ông được thăng hàm cấp Trung tướng. Năm 1985, được chỉ định làm Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tháng 6 năm 1988, được phong hàm thượng tướng. Ngày 17 tháng 12 năm 2003, ông được phân công là chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam DOXN Việt Nam. Ông đột ngột qua đời ngày 11 tháng 4 năm 2008 tại Hà Nội, không lâu sau lễ mừng thọ 80 tuổi.